Đây, những anh chị nào làm studio chụp hình đó, mà trong cái phạm vi đồ cái khung ảnh mình nó nhỏ thôi đó, mình muốn sử dụng những cái mẫu đèn nó tiện lợi, thì đây em đang có cho mình là một cái mẫu đèn là U800 ha. Đây, con này là vừa sử dụng được pin luôn và vừa sử dụng nguồn điện luôn, vẫn được, đều được ha mấy anh chị. Đây, rất là tiện lợi đó. Nó có thể là nó có một cái khung như này để cho mình là điều chỉnh độ sáng, nó soi thẳng vào khung hình, hay là mình muốn sáng cho nó lan ra nhiều thì mình có để điều chỉnh bốn cái góc, bốn cái miếng sắt như thế này đó, bốn cái cạnh như thế này, thấy không đó, được chưa? Thì ở trên đây thì sử dụng một mẫu đèn thì nó rất là dễ dàng mấy anh chị đó. Mình chỉ cần một cái cây đèn thôi, nhà bác nào đang có cây đèn rồi thì mình cứ xem thôi đó. Chủ yếu là cái hiệu ứng sáng nó như thế nào, thì bây giờ em xin phép em lắp vào cho chị coi thử ha. Đây, nó lắp vào này, có một cái đèn như thế này thôi là mình lắp vào. Đó, rất là dễ dàng ha. Rồi, đây đó, rồi vậy là xong rồi. Rồi, ok, bước tiếp theo là một là bỏ pin, hai là mình cứ cắm điện. Mà em nghĩ là cắm điện thì mình cứ, nếu như mà mình chụp cố định thì mình cứ cắm điện vào thôi, không có sao hết gì. Đây, cái chỗ mà cắm cắm nguồn của nó đây, cắm nguồn của nó đây này. Rồi đó, rất là nhanh, rất là gọn lẹ. Đây, xong, xong xuôi ha. Đó, hiệu ứng sáng của nó đây nè, em bắt đầu em lên nha, bật lên nè. Đây, wow, quá sáng luôn anh chị ơi. Đây, có thể là điều chỉnh hiệu ứng sáng vàng và trắng ha. Đây, điều chỉnh ở bên đây nè. Đó, đây nè, sáng vàng nè, trắng nè. Đó, trắng và vàng nè. Đó, điều chỉnh hiệu ứng sáng nè, độ sáng nè. Đó, rất là hay. Đó, như vậy thôi. Đó, nói chung là cái phạm vi tầm cỡ cái phòng của em như thế này, anh chị chụp hình là đã quá là đẹp rồi. Đây, có thể là soi sáng được cái người của em như thế này. À, rất là đẹp đúng không anh chị? Đó, em là người Ngộ Không, đó, em là Út, đó, ba là Ngộ Không. Còn tứ đại kho hầu là anh cả, các thứ gì đó. Này, không, đèn LED U800 cộng với mấy anh chị. Anh chị nhớ giùm em nha. Con này vừa xài được cộng dây nguồn, vừa xài được là pin đi kèm luôn. Đó, các bác có thể là cầm ra ngoài mình đi chụp ngoài cảnh luôn cũng được ha. Đây, anh chị nào đang cần nó thì cứ bấm vào giỏ hàng bên tay trái nha mấy anh chị. Đang có một cái ngày mà thật là hot là ngày 15 tháng 6 đó, có cái giá siêu hời luôn. Anh chị cứ bấm vào là biết ha. Rồi, cảm ơn mấy anh chị.